Thưa quý vị, năm 2022 đang dần khép lại với những sự kiện tác động đến mọi mặt đời sống con người, cũng như tác động sâu sắc tới quan hệ quốc tế và sự phát triển của các quốc gia. Sau đây là 10 sự kiện thế giới nổi bật năm 2022 do Truyền hình Nhân dân tổng hợp. Mời quý vị cùng theo dõi. Năm 2022 đánh dấu 45 năm hợp tác giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc, tổ chức liên chính phủ lớn nhất thế giới. Trên chặng đường 45 năm qua, Việt Nam luôn coi trọng hợp tác với Liên Hợp Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại, là phương thức hiệu quả thể hiện Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Đề cao vai trò của Liên Hợp Quốc và chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy thượng tôn pháp luật quốc tế, quan hệ bình đẳng, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia vì hòa bình và phát triển toàn cầu. Việt Nam đã tham gia ngày càng chủ động, có trách nhiệm và đóng góp thực chất, sâu rộng trong tất cả các lĩnh vực hoạt động chủ chốt của Liên Hợp Quốc và để lại những dấu ấn quan trọng, ghi nhận những đóng góp thực chất và hiệu quả, tin tưởng và dành tín nhiệm cao với Việt Nam. Bạn bè quốc tế đã bầu chọn Việt Nam vào nhiều vị trí quan trọng tại Liên Hợp Quốc. Ngày 24 tháng 2, Nga bất ngờ tuyên bố tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Cuộc xung đột này đã làm thay đổi cục diện chính trị ở châu Âu, khiến nhiều quốc gia phải điều chỉnh mối quan hệ của mình và gây ảnh hưởng tiêu cực tới tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Nhiều nước trên thế giới đã phải chật vật xoay sở với những cú sốc giá cả, gián đoạn nguồn cung và tình trạng thiếu lương thực. Dù đã có một số nỗ lực trong những tháng đầu tiên của chiến sự nhằm vãn hồi hòa bình, nhưng quan điểm khác biệt của Nga và Ukraine đã khiến cánh cửa đối thoại bị khép lại. Khi nào chiến sự sẽ chấm dứt ở Ukraine là câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ. Trung Quốc tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đại hội 20 là sự kiện hết sức quan trọng đối với Trung Quốc trong thời khắc then chốt khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới bước vào hành trình mới, xây dựng toàn diện đất nước hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Đại hội đã nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc, lãnh đạo nhân dân các dân tộc Trung Quốc cùng nỗ lực thực hiện mục tiêu 100 năm thứ hai, xây dựng Trung Quốc trở thành nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện về mọi mặt thông qua con đường hiện đại hóa của Trung Quốc. Đại hội tiếp tục tín nhiệm bầu đồng chí Tập Cận Bình làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN kỷ niệm 55 năm thành lập với tiến triển tích cực trong xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và đóng vai trò trung tâm trong bảo đảm hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP có hiệu lực, góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư và phục hồi kinh tế khu vực. Sau 55 năm hình thành và phát triển, vượt qua nhiều khó khăn và thử thách, ASEAN đã trở thành mái nhà chung của các nước thành viên, dần khẳng định được vai trò là một cộng đồng có mức độ hợp tác, liên kết ngày càng sâu rộng, là tổ chức có uy tín và vị thế ngày càng cao. ASEAN trở thành một trong những khu vực phát triển năng động nhất thế giới với GDP khoảng 3.300 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021 và là nền kinh tế đứng thứ 5 thế giới, mang lại lợi ích thiết thực cho khoảng 680 triệu dân. Sau thời gian trải qua các biến động chính trị, kinh tế, xã hội, Mỹ Latin lại một lần nữa chứng kiến sự thay đổi đến từ các lực lượng cánh tả, khi nhiều cuộc bầu cử chứng kiến những ứng viên theo đuổi xu hướng tiến bộ lên cầm quyền tại Chile, Brazil, Honduras, Colombia, thể hiện mong muốn đổi thay mạnh mẽ của người dân Mỹ Latin hướng tới các mục tiêu xã hội, công bằng và phát triển bền vững, đoàn kết và hội nhập khu vực, đáp ứng các mối quan tâm chính đáng của người dân. Các chính phủ cánh tả mới đều cam kết áp dụng các chính sách thân thiện với thị trường, giảm bất bình đẳng, thúc đẩy hội nhập kinh tế, tập trung cải thiện nguồn vốn con người và thu hút đầu tư nước ngoài thông qua lợi thế so sánh của quốc gia. Làn sóng tăng lãi suất lan rộng trên thế giới khởi nguồn từ động thái của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Qua 7 lần tăng lãi suất được kỳ vọng sẽ giúp hạ nhiệt tình trạng lạm phát tăng cao ở mức hai con số, song đã đẩy nền kinh tế toàn cầu vào nguy cơ suy thoái. Các trụ cột kinh tế thế giới và 2/3 nền kinh tế đang phát triển đều chịu ảnh hưởng từ gam màu tối lạm phát, buộc phải thắt chặt chi tiêu, mạnh tay trong chính sách tiền tệ. Một số nguyên nhân chính được cho là chất xúc tác đẩy lạm phát lan rộng trên phạm vi toàn cầu, bao gồm thiếu hụt nguồn cung, khan hiếm lao động sau đại dịch và các cú sốc giá cả liên tiếp như lương thực, dầu thô do ảnh hưởng từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.
Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ định hình lại cán cân quyền lực trên chính trường. Đảng Dân Chủ duy trì kiểm soát Thượng viện, tiếp tục triển khai các chính sách của Tổng thống Mỹ Joe Biden, kiềm chế lạm phát, phục hồi kinh tế, trong khi Đảng Cộng Hòa giành đa số tại Hạ viện, ít nhiều có thêm động lực hướng tới cuộc bầu cử năm 2024. Trong 2 năm cuối nhiệm kỳ, Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể đối mặt với nhiều trở ngại, rõ ràng nhất là trong chính sách ủng hộ Ukraine. Ngày 15 tháng 11, bé gái Vinnie Mabansas chào đời ở Philippines đã trở thành công dân thứ 8 tỷ. Dấu mốc này vừa tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển, vừa đặt thế giới trước nhiều thách thức trên hành trình hướng tới tương lai bền vững. Dân số tăng đang tạo không ít mối quan toàn về xã hội, đặc biệt ở những quốc gia châu Phi, Nam Á, Đông Nam Á. Tình trạng mất an ninh lương thực thậm chí còn trở thành một vấn đề cấp bách hơn. Dân số tăng đồng nghĩa với việc nhiều người sẽ phải tranh giành nguồn nước hạn hiếm, nhiều gia đình phải đối mặt với nạn đói vì biến đổi khí hậu ngày càng tác động tiêu cực đến sản xuất cây trồng ở nhiều nơi trên thế giới. Dự báo đến năm 2080, dân số thế giới sẽ đạt đỉnh ở ngưỡng 10,4 tỷ người. Hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP27 diễn ra tại Ai Cập đã thông qua thỏa thuận lịch sử về việc thành lập quỹ bồi thường, tổn thất và thiệt hại cho các nước dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu. Quỹ bồi thường này sẽ bao gồm các khoản chi phí xây dựng nhà cửa, cầu đường bị phá hoại và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ nghiêm trọng. Thỏa thuận lịch sử được coi là thắng lợi lớn nhất của các nước đang phát triển sau hơn 30 năm đàm phán. Năm 2022 là một năm đón nhiều tin xấu đối với Vương quốc Anh. Nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới ngừng tăng trưởng vào tháng 2 và bắt đầu suy giảm vào tháng 3. Cuộc chia tay với EU đã không mang lại kết quả mà những người ủng hộ mong muốn. Áp lực này khiến uy tín của Thủ tướng Anh Boris Johnson bị giảm sút. Và ngày 7 tháng 7, Thủ tướng Anh Boris Johnson cuối cùng phải từ chức. Ngày 20 tháng 10, bà Liz Truss được bầu thay thế ông Johnson, cũng tuyên bố từ chức chỉ sau 45 ngày tại vị. Ngày 25 tháng 10, ông Rishi Sunak, 42 tuổi, trở thành người trẻ nhất đảm nhận cương vị Thủ tướng Anh trong hơn 200 năm qua. Ngày 8 tháng 9, nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị qua đời ở tuổi 96. Thái tử Charles kế vị trở thành vua Charles đệ tam, mở ra triều đại mới tại Anh và 14 quốc gia khác thuộc khối thịnh vượng chung.